khi khóa máy xuất hiện khi bắt đầu đại dịch COVID-19 và tương tác trực tiếp phải tạm dừng, nhiều người đã chuyển sang sử dụng các công cụ ảo để tương tác với bạn bè và gia đình và duy trì kết nối. Trên thực tế, Trung tâm Nghiên cứu Pew ước tính rằng gần 80% người Mỹ đã sử dụng các công cụ trò chuyện video trong thời kỳ đại dịch với mức độ thường xuyên. Nhu cầu giữ kết nối ở khoảng cách xa thậm chí còn quan trọng hơn khi tình trạng sức khỏe tâm thần gia tăng do đại dịch gây ra. Đặc biệt, số người báo cáo cảm thấy có các triệu chứng trầm cảm và lo lắng đã tăng mạnh. Cụ thể, một báo cáo do CDC thực hiện vào năm 2020 ước tính 31% số người tham gia cuộc khảo sát có dấu hiệu trầm cảm và lo lắng, gần gấp đôi tỷ lệ trước đại dịch. Cảm giác cô đơn và cô lập cũng có thể làm suy giảm sức khỏe tinh thần và làm tăng tỷ lệ trầm cảm và lo lắng cũng cao hơn trong đại dịch, đặc biệt là ở những người trẻ tuổi. Một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Frontiers in Digital Health cho thấy rằng việc sử dụng công nghệ trò chuyện video tương tác khi được sử dụng hiệu quả có thể giúp giảm cảm giác cô đơn và cô lập, đồng thời cải thiện sức khỏe tinh thần tổng thể. Các nhà nghiên cứu đã tuyển dụng những người tham gia thông qua một cuộc khảo sát trực tuyến. Những người tham gia sau đó được chia thành hai nhóm và được yêu cầu tham gia vào hai biến thể của một bài học thiên văn giải trí. Một phiên bản là trải nghiệm video trực tiếp với người lạ có các yếu tố tương tác và phiên bản còn lại là trải nghiệm ảo tương tự nhưng không có các phần tương tác. Những người tham gia đã hoàn thành bảng câu hỏi tự báo cáo về tình trạng tinh thần của họ cả trước và sau khi tương tác ảo, và sau đó 4 tuần sau đó. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng sau trải nghiệm tương tác trực tiếp, những người tham gia đã thấy giảm tổng thể cảm giác cô đơn và cảm xúc tích cực hơn so với những người tham gia phiên không tương tác. Mặc dù vậy, các nhà nghiên cứu tin rằng phát hiện của họ cho thấy tiềm năng của việc tương tác trò chuyện video để cải thiện sức khỏe tinh thần ở quy mô lớn. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé!